Xin phép chào toàn thể anh em, hôm nay mình lại gặp nhau vào video tiếp theo review xe của mình. Thì đây là chiếc HS Việt Nam đời đầu tiên, đời 2012-13, vẫn là đời ổ khóa thường. Thì khách hàng sử dụng lâu năm, thứ hai là cái biển xe rất là đẹp. Thì khách hàng đã muốn giữ lại xe và dọn lại và độ lên dàn áo SH Việt 2019. Thì như các bạn đã biết là cái đời xe SH Việt đời 2017-2019 là đời xe SH Việt đẹp nhất, về form đẹp nhất từ trước đến giờ. Đây là chiếc xe sau khi đã được bên mình hoàn thiện độ full lên S Việt 2019. Có một điểm đặc biệt các bạn lưu ý giúp mình là cái gói độ full bên mình ấy, đồng hồ đã bao gồm full chức năng, đầy đủ chức năng như một chiếc xe zin. Nếu chiếc xe này mà nhìn kỹ vào mắt thường ở bên ngoài thì các bạn cũng không thể phát hiện được đây là xe độ. Ổ khóa độ lên ổ khóa Smart Key chính hãng này. Đây ổ khóa chính hãng các bạn nhé. Đây bên mình làm tất cả chi tiết khít hơn cả zin luôn. Đây tất cả cái đường mép vào là khít hơn zin. Đó. Mặt đồng hồ được độ lên đồng hồ 2019 ấy, tất cả chức năng, full chức năng đây. Tất cả chức năng đầy đủ hết. Đồng hồ hiển thị 0 km, có lẽ là xe bên mình làm xong mà chưa vận hành xe. Đèn pha 2019, hệ thống đèn xi nhan, đèn sương mù 2019. Vành xe đã độ lên vành xe của đời 2019 các bạn nhé, vành 2019 đấy. Vành 2016 thì nhìn nó hơi kiểu que tăm, nhìn nhỏ hơn xíu. Vành 2019 nhìn đẹp hơn. Về phần thân sau thì bô mình đã lên đời cho khách là bô SH Việt đời 2019, đây là bô zin, chiếc bô zin. Giảm sóc sau thì giữ nguyên, cái này mình giữ nguyên tại vì giống nhau, khác mỗi đời K01 K77 thôi. Tay sách được lên tay sách 2019. Về phần bầu gió là được lên đời 2019, bầu gió và lốc máy. Hai phần chi tiết này đã được lên. Vành sau. Chiếc xe này được làm cực kỳ là khá tỉ mỉ và kỳ công tại cửa hàng nhà mình. Để ra một chiếc sản phẩm như thế này trước mắt các bạn thì bên mình hoàn thiện xe trong vòng cả sơn si cả độ cho khách và dọn cho khách trong vòng 3 ngày là xong hết. Mình xin phép được mở phần cốp yên xe cho các bạn xem. Đó. Đây là phần yên sau. Đây các bạn nhìn cái đường nét nó khớp với nhau. Đấy, tất cả chi tiết khớp với nhau hết này. Khớp từ A đến Z nó không lệch một tí nào cả. Đây là hai chìa khóa Smart Key. Đây đời cao nhất luôn, chìa của SH 350i. Đó. Các bạn có nhu cầu về độ xe, tân trang xe, làm mới xe, dọn xe, sửa chữa, bảo dưỡng, dán xe, sơn xe thì tất cả dịch vụ về xe thì các bạn có thể qua hệ thống cửa hàng đồ chơi xe Việt Nam tại địa chỉ số 1, số 2 đầu ngõ 109 Trường Chinh hoặc là số 90 hoặc 92 C Hà Kế Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline của cửa hàng là 0832088888 hoặc 0329607777. Xin chào toàn thể các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video review xe tiếp theo của mình.